Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một ít cây ngoạ tùng bonsai. Thì những cây ngoạ tùng này là thân gỗ, lá kim. Cây thì khá là lâu lớn và cây đang phát triển rất là tốt, rất là ok. Thì cây trên màn hình cô chú mình đang thấy đó là cây vô chậu C8 và cây đa số là dáng bay rất là nhiều. Và cây chi cành hiện tại rất là tốt và nhiều nữa nha. Thì về cô chú mình lọc chi lại ha. Và những cây ngoạ tùng này thì bên vườn á, đang giao lưu với giá là 75 ngàn một cây. Đó, ngoạ tùng như trên màn hình cô chú mình đang thấy là 75 ngàn một cây nha. Đó, cô chú mình ưng thì liên hệ vườn con. Thì ngoài cái dạng mà cây bự ra thì con có cái dạng cây nhỏ vô chậu C7 như trên màn hình cô chú mình thấy đó là giá 65 ngàn. Nó nhỏ hơn xíu. Đó, nhưng mà cô chú mình chơi mini thì rất là im ha. Đó, ngoạ tùng và chậu C7 đó thì 65 nghìn một cây. Ưng thì alo vườn con nha. Còn cái dạng bự như thế này thì 115 nghìn một cây nha cô chú anh chị. Nó bự hơn chút thôi. Bự hơn cây 75 nghìn chút. Nhưng mà về cô chú mình có thể là đỡ nuôi dưỡng khoảng chừng 5-6 tháng cho cây nó bự vậy. Nhưng mà đa số cây này thì trồng cái dáng nó bay ra rồi nó quánh lại. Kiểu dáng hồi đầu vậy đó. Nhưng mà cô chú mình ưng cái nào thì liên hệ vườn con cái dạng đó ha. Còn cái dạng 75 ngàn là chân ái con bán nhiều nhất. Đó, như cái dạng trên tay con đang cầm nè, dạng 75 ngàn là con bán rất là nhiều. Về cô chú mình uốn éo rồi ghép tiểu cảnh đồ nhiều hơn những cái dạng nhỏ hoặc là cái dạng bự 115. Đó, dạng 75 ngàn nhìn vô là thấy ưng liền. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều nha. Cô chú mình muốn mua thì cứ alo vườn con, số điện thoại con để trên tiêu đề. Rồi con xin mến chào cô chú anh chị mình ạ.